14. Phẩm khuyên răn. Bấy giờ Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính thưa Phật: Như Lai đã nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vậy trong đời vị Lai khi chánh pháp sắp diệt và trong giai đoạn chuyển tiếp có hữu tình nào có thể tin nhận không? Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nghe thuyết kinh này tin nhận không hủy báng, thì những người như vậy được công đức gì? Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, trong đời vị lai khi chánh pháp sắp diệt, trong giai đoạn chuyển tiếp, có những thiện nam thiện nữ vân vân đã từng ở chỗ của vô lượng vô biên Đức Phật tu hành tịnh giới, tịnh lự, bát nhã, là Phật tử chân chánh, có thể tin kinh này cho đến công đức đạt được không thể tính kể. Các pháp thắng thiện đều từ bát nhã sanh. Nếu có người tin nhận không hủy báng, thì nay ta sẽ nói ví dụ cho ông. Mạn Thù Thất Lợi, châu thiện bộ này, chu vi 7.000 do tuần, phía bắc rộng, nam hẹp, hình giống như chiếc thùng xe. Người ở trong đó, mặt cũng như vậy. Giả sử người ở châu thiện bộ này toàn là dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng, vân vân, nhiều không có chỗ trống. Trong suốt tuổi thọ dài ngắn của thánh chúng kia, có những thiện nam, thiện nữ, vân vân, đem các thứ thượng diệu ở thế gian như đồ ăn, nước uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, vân vân, dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh. Sau khi thánh chúng kia nhập niết bàn, họ thâu xá lợi, xây dựng bảo tháp, trang trí cúng dường, hoặc đem bảy báu đầy cả châu thiệp bộ chứa đến phạm cung, đem hết bảy báu ấy dâng cúng đến từng thánh chúng, suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn cho đến hết tuổi thọ của mình. Mạn Thù Thất Lợi: Ý ông thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam thiện nữ vân vân đây được phước nhiều chăng? Mạn Thù Thất Lợi liền thưa: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Nếu thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh này thường tin nhận không hủy báng thì sẽ được phước nhiều hơn phước bố thí trước, gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô cực lần. Mạn Thù Thất Lợi: Ở châu Đông Thắng Thân, chu vi 8.000 do tuần, hình như bán nguyệt, mặt người ở đó cũng vậy. Giả sử người ở châu Đông Thắng Thân toàn là bậc dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng, vân vân, nhiều không có chỗ trống. Trong suốt tuổi thọ dài ngắn của thánh chúng kia, có những thiện nam thiện nữ vân vân đem các thứ thượng diệu ở thế gian, đồ ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, vân vân, dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh. Sau khi thánh chúng kia nhập niết bàn, họ thâu lấy xá lợi, xây dựng bảo tháp cúng dường trang nghiêm, hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Đông Thắng Thân đến phạm cung, đem hết bảy báu ấy dâng cúng từng thánh chúng, suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn cho đến hết tuổi thọ của mình. Mạn Thù Thất Lợi: Ý ông thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam thiện nữ vân vân đây được phước nhiều chăng? Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh này thường tin nhận không hủy báng, thì sẽ được phước hơn phước bố thí ở trước gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô cực lần. Mạn Thù Thất Lợi: Ở châu Tây Ngưu Hóa, chu vi 9.000 do tuần, hình như trăng tròn, mặt người ở đó cũng như vậy. Giả sử người ở châu Tây Ngưu Hóa toàn là bậc dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng, vân vân, nhiều không có chỗ trống. Trong suốt tuổi thọ dài ngắn của thánh chúng kia, có những thiện nam thiện nữ vân vân đem các thứ thượng diệu của thế gian, đồ ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, vân vân, dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh. Sau khi thánh chúng kia nhập niết bàn, họ thâu lấy xá lợi, xây tháp cúng dường trang nghiêm, hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Tây Ngưu Hóa cho đến phạm cung, đem hết bảy báu ấy cúng dường cho từng thánh chúng, suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn cho đến hết tuổi thọ của mình. Mạn Thù Thất Lợi: Ý ông thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam thiện nữ vân vân đây được phước nhiều chăng? Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:
Nếu đối với kinh này các thiện nam thiện nữ vân vân thường tin nhận không hủy báng thì sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô cực lần. Mạn thù thất lợi ở châu Bắc Câu Lô, chu vi 10.000 do tuần thì nó vuông thẳng, mặt người ở đó cũng vậy. Giả sử châu Bắc Câu Lô toàn là bậc dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và độc giác, đồng như thóc lúa gai trúc cỏ sậy lau mía rừng vân vân, nhiều không có chỗ trống trong suốt tuổi thọ dài ngắn của thánh chúng kia. Có những thiện nam thiện nữ vân vân đem các thứ thượng diệu ở thế gian, đồ ăn nước uống y phục giường nằm thuốc thang vân vân dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh. Sau khi thánh chúng kia nhập niết bàn, họ thâu xá lợi xây tháp cúng dường trang nghiêm, hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Câu Lô cho đến Phạm Cung, đem hết bảy báu ấy cúng dường cho từng thánh chúng suốt cả ngày đêm, cúng dường liên tục không gián đoạn cho đến hết tuổi thọ của mình. Mạn thù thất lợi ý ông thế nào, do nhân duyên này mà các thiện nam thiện nữ vân vân đây được phước nhiều chăng? Mạn thù thất lợi liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Đối với kinh này, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân thường tin nhận không hủy báng thì sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô cực lần. Hết quyển thứ 572.